Tại vì mùa đông sắp đến rồi, và chắc chắn là đến cái mùa này thì không kể là nam nữ già trẻ lớn bé, chắc chắn là chúng ta sẽ bị khô môi. Xin chào cả nhà, lại là Ngân đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau review tất cả những cái loại son dưỡng mà mình đã sử dụng. Tại vì sao? Tại vì mùa đông sắp đến rồi, và chắc chắn là đến cái mùa này thì không kể là nam nữ già trẻ lớn bé, chắc chắn là chúng ta sẽ bị khô môi. Thế nên là mình sẽ recommend cho các bạn những cái loại nên và không nên mua trong cái mùa đông năm nay nha. Loại đầu tiên đây chính là quốc dân Vaseline, đặc biệt là cái loại nắp xanh này nha. Thật ra là Vaseline có rất là nhiều loại, nhưng mà mình thích dùng cái loại basic này. Nhất là nó có rất là nhiều tác dụng ngoài cái việc giữ môi, mà chúng ta có thể là tẩy trang hoặc là làm rất là nhiều trò mèo với lại cái em Vaseline này. Ở những cái người mà có cái môi không quá khô thì em này ổn nha mọi người ơi. Dưỡng hàng ngày được, dưỡng những cái ngày hanh hoặc là khi nào mà có da chết ở trên môi thì chúng ta có thể ủng môi. Sau đó thì lấy một cái gọi là cái bông tẩy trang là mình lau đi, là những cái vẩy da chết nó sẽ biến mất hoàn toàn luôn. Ưu điểm của cái con Vaseline này đấy chính là giá rất là rẻ, và mọi người có thể là mua ở tất cả các mọi nơi, siêu thị cũng có, ở ngoài tạp hóa cũng có Vaseline luôn. Đấy, tuy nhiên bởi vì nó phổ biến như thế cho nên là siêu nhiều hàng giả, cẩn thận không sử dụng phải hàng giả nha, lọ đó, lọ cái môi đó. Ngoài cái việc giá rẻ ra thì nó còn to tổ bố ăn mày như thế này nữa. Chắc chắn là các bạn mua một cái hũ như thế này thì các bạn có thể dùng hết cái mùa đông mà nó còn chưa hết luôn, trừ khi là các bạn đem các bạn trà gót hay làm cái gì thì nó mới hết thôi, chứ còn nó quá là to luôn ấy. Cái này chỉ khi nào các bạn chán các bạn vứt đi thì nó mới hết thôi, chứ thực sự để mà một người mà dùng hết được cái chai Vaseline này thì no way, kiểu nó quá hạn sử dụng thôi. Nhược điểm của cái con này là siêu dễ chảy luôn nha. Ví dụ như là mình để ở một cái nhiệt độ mà nó hơi nóng một chút xíu là nó sẽ tẩy quầy hết ra. Và đến khi mà nó tẩy quầy, mọi người dọn đi rất là khổ, nó cứ dính nhớp nhớp ấy. Cho nên dùng con này phải thực sự rất là cẩn thận, để em nó vào một cái nhiệt độ phòng thích hợp nha. Còn mùa đông thì chắc là không có hiện tượng này đâu. Em này mình sẽ chấm là 8,5 trên 10 điểm nha. Có mua lại hay không? Thì không có một hũ rồi mua làm gì nữa, dùng mấy năm mới hết mà. Tiếp theo là son dưỡng đến từ nhà Ropi. Có thể đối với mọi người thì em này nó hơi lạ lẫm một chút, nhưng mà em này vẫn được bán ở trên thị trường cho nên mình muốn review lại một chút. Thì em này là một hãng nội địa Trung nha. Về thiết kế của em này thì mình phải dành lời khen, tại vì đây là một trong những cái loại son dưỡng mà cầm rất là thích tay luôn. Nó có cái chỗ vát như này này, mình cầm không bao giờ bị trơn trượt cái gì cả. Nó chống rơi rất là tốt nha. Thiết kế của em này thì không hề lỏ một chút nào. Tuy nhiên thì cái chất của nó đúng là ối giời ơi luôn mọi người ạ. Được tặng hai em này nhưng mà dùng không ra một cái gì cả. Môi mình thuộc dạng là không khô lắm đi, nhưng mà thoa lên thì ta nói nó vẫn không khác gì luôn ấy. Vô thưởng vô phạt, không có tác dụng, vô dụng. Không biết là hãng có buồn khi nghe nói thế không, nhưng mà thực sự nó vô dụng thực sự luôn ấy. Nhìn nè. À, đây mọi người ơi, nhìn nè. Đó, khá là lỏ cho nên là không recommend mọi người mua em này đâu. Em này xin phép chấm điểm là 1,5 trên 10 điểm. Đấy là còn ăn may là còn ấy lại được cái thiết kế của nó ấy, tại vì thiết kế này công nhận đẹp. Tiếp theo là son của nhà Artrix. Hãng này thì mình cũng lại phải dành lời khen, tại vì có một cái size mini quá là đáng yêu và dễ dùng như thế này. Với những người mà kiểu muốn thử xem là mình có thích hợp với lại cái son dưỡng không thì những cái thỏi mini này nó rất là hữu ích ấy. Có thể là không phải mua một cái thỏi full size, chúng mình có thể dùng thử ở cái bản mini như thế này. Đấy, và rất là dễ mang đi. Ví dụ đi đâu đó mà cho vào trong túi quần cũng được nữa. Và một điểm cộng của em này là mùi rất là thơm nha, dễ chịu lắm. Thơm lắm, mình thích cái này. Còn về cảm giác trên môi của em này thì sao? Mình thấy là em này sẽ thích hợp cho người môi khô vừa vừa. Có nghĩa là thời tiết hanh khô mà da môi của mình nó hơi chóc ra một chút xíu và không đến nỗi là quá là chảy máu ấy, thì mình thấy là dùng em này ok. Có thể dùng trước khi đi ngủ hoặc là dùng cả ngày cũng ok, la mà cái cảm giác ở trên môi nó không bị quá là dính nhơm nhớp. Nó dễ chịu nhưng mà môi mình nó vẫn đủ ẩm hết mọi người. Nên là mình đánh giá em này cũng là một em son dưỡng mà mọi người nên cân nhắc mà dùng vào mùa đông năm nay. Với em son này thì mình sẽ chấm là 8 trên 10 điểm nha. Tiếp theo là em son dưỡng đến từ nhà Senka. Đây là một thỏi son dưỡng mà các bạn có thể mua được ở ngoài siêu thị luôn. Với thiết kế thì rất là basic truyền thống thôi. Em này thì mình thấy là độ dưỡng ẩm không có gì quá nổi bật, nó khá là bình thường á. Em này thì có thể là dùng dưỡng trong những cái ngày hè bình thường với những bạn mà môi hơi hơi khô khô vào những cái ngày hè bình thường. Còn mình thấy là nếu mà môi các bạn khô quá đi thì em dùng em này nó sẽ không xi nhê đâu. Em này thì mình thấy là nó cứ kiểu bình thường ấy, mọi mặt đều bình thường, thiết kế bình thường, đây là chưa nói là nó hơi xấu nha.
chất bình thường lên trên môi, không quá nặng môi nhưng mà dưỡng thì cũng ở tầm trung thôi, kiểu dạng như là môi mình nó được cấp ẩm một chút xíu thôi chứ nó cũng không có gì nổi bật cả. Với em Senka này thì mình sẽ chấm em này là 6,5 trên 10 điểm, dùng cũng được mà không dùng cũng được. Thật ra là đối với cái giá của em này thì mình nghĩ là sẽ có một số những cái loại son dưỡng mà nó tốt hơn ấy, mọi người có thể cân nhắc. Tiếp theo, mặt nạ ngủ môi nhà Laneige. Đây là một cái em mà quá là quen mặt rồi, quốc dân rồi, hầu như là ai cũng biết đến cái em mặt nạ ngủ này. Em này thì có cả phiên bản mini size cho mọi người sử dụng nữa, thì mini size giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với cái loại full size to như thế này. Với em này ấy thì mình thấy là em này dưỡng ẩm tuyệt vời luôn. Mình ủ môi nhá, mình sẽ có những cái tip trick đối với cái em này. Đấy chính là trước khi mà mọi người make up mà môi mọi người khô quá là mọi người dùng em này mà mọi người massage thì nó sẽ làm mềm môi mọi người rất là tốt, và mình lau đi là nó trả lại cho mình một cái môi nó rất là mịn màng. Còn về việc làm hồng của em này ấy thì mình cảm thấy là bình thường thôi, cũng không phải là làm hồng môi quá đâu, nó thiên về dưỡng ẩm thôi mọi người ạ. Và cái này là mặt nạ ngủ nha, thì mọi người trước khi đi ngủ mọi người bôi cái này giống như kiểu là mọi người bôi một lớp mặt nạ lên trên môi thôi đó. Thì em này sẽ thích hợp là dưỡng vào ban đêm, còn dưỡng phải ban sáng thì mình thấy là nó hơi nhầy nhụa nha, nó hơi nhầy nhụa, nó không thích hợp để mà dùng ban sáng cho lắm, kiểu chỉ để ủ trước khi mà các bạn make up thôi. Nhưng mà mọi người phải lau đi không thì nó sẽ trôi hết son đấy. Em này thì không có gì để mà nói nữa rồi, tại vì là quá nhiều người dùng rồi, mùi cũng rất là thơm. Em này mình sẽ chấm là 8,5 trên 10 điểm. Nếu mà có điều kiện thì mọi người mua một cái hũ full size như thế này ấy thì dùng cũng rất là lâu, sẽ thích hợp cho những cái bạn mà môi không quá khô, không quá bong tróc nha mọi người nha. Tiếp theo là son dưỡng Camex. Đây là một cái loại son dưỡng mà cũng rất là nhiều bạn đã review rồi. Với em này thì trên môi mình thấy là rất là thích nha mọi người nha. Còn nếu mà để về cảm giác trên môi mình ấy, mình thích thì còn hơn cả cái loại Laneige luôn. Tại vì nó rất là nhẹ môi, dễ chịu, làm ẩm môi tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là kiểu nó không nhôm nhớp. Rõ ràng nhá, rõ ràng là khi mà các bạn pump cái chất này ra thì nó lại hơi nhôm nhớp nha. Nhưng mà lên trên môi nha thì nó kiểu nó làm ẩm môi của mình ngay lập tức, nó làm mềm môi của mình ngay lập tức và không có cái hiện tượng kiểu bập môi lên để nó cứ bị nhão nhão môi, nó kinh kinh giống như kiểu mọi người ăn mỡ ấy. Thì cái này nó không có cái cảm giác khó chịu như vậy đâu, mà nó cho mọi người cái cảm giác dễ chịu vô cùng luôn. Và em này có một ưu điểm đấy chính là mùi nó the the, nó dễ chịu lắm, cho nên là mình cũng rất là yêu thích cái dòng này. Và đặc biệt là những người nào mà môi rất khô nha, mọi người dùng cái em này mọi người sẽ thấy là siêu thích luôn. Em Camex này thì mình sẽ chấm em này là 9,5 trên 10 điểm bởi vì mình quá thích em này. Với những bạn mà môi rất là khô các bạn vẫn có thể sử dụng em này nha, ổn áp đó mọi người ạ, và không bị nặng môi. Tuy nhiên thì em này có siêu nhiều hàng nhái cho nên khi mua mọi người nên mua ở hãng uy tín nhá. Và mình sẽ gắn link hãng uy tín ở phía bên dưới luôn. Tiếp theo là em Lucas Pau Pau. Em này thì có nhiều ý kiến trái chiều, có người thích, có người không thích. Còn mình sẽ là phía bên không thích nha. Em này thì có thể là bôi môi này hoặc là bôi da khô cũng ok. Tuy nhiên thì mình lại không thích cái chất này lắm, bởi vì cái chất này nó khá là nặng ấy. Nó nặng môi ấy, mình bôi vào mình bị khó chịu ấy. Nó vừa nha, nó vừa nước nước, nó vừa mỡ mỡ. Nó giống như kiểu là bôi mỡ gà lên trên mồm ấy mọi người ạ. Cho nên là mình không thích em này. Thì có thể là tùy người, có người thích, có người không thích, nhưng mình đặc biệt là không thích nha. Cái này mình bôi cho cả con mình nữa, tại vì cái này an toàn được cho cả em bé. Thì mình có bôi da cho em bé nữa thì cái độ giữ ẩm của nó cũng không giữ được lâu nha mọi người. Nó chỉ mềm lúc đấy thôi, còn khoảng tầm 10 phút sau là nó bay hết à. Cho nên là cái này mình không đánh giá cao. Thêm một cái con dưỡng mà cũng không ra gì nữa, đấy chính là cái con dưỡng Dr. Vaseline này. Thì cái này là mua ở hiệu thuốc nha, thì người ta bảo là bôi được toàn thân và bôi được cả môi nữa. Tuy nhiên thì đấy, cái cảm giác trên da cũng giống với con Lucas Pau Pau này, kiểu nó chỉ dưỡng lúc đấy thôi, còn khoảng tầm 50 phút sau là nó khô đét lại như bình thường, như kiểu là mình không sử dụng cái gì luôn ấy. Cho nên hai con này thì mình nghĩ là những cái bạn nào mà da khô quá ấy thì dùng sẽ không xi nhê đâu. Thậm chí là cái con màu trắng Dr. Vaseline này này nó còn tệ hơn cái con Pau Pau này nữa. Con này thì không highly recommend cho mọi người mua đâu. Còn nếu mà mọi người vẫn thích cái con màu đỏ này thì mọi người có thể mua khi mà da mình nó không quá là khô thôi, chứ còn khô quá là không có một cái tí tác dụng nào luôn, mình nói thật. Hai con đấy mình xin phép chấm là 3 điểm, 3 trên 10. Cuối cùng đấy chính là em Honey Milk CEO Hot TikTok. Em Honey Milk này thì được rất nhiều người review, từ beauty blogger, TikToker, YouTuber. Em này ấy thì về cá nhân mình là một người môi không quá khô thì mình thấy là chất của em này nó rất là dính và nó nặng môi nha, có dưỡng ẩm. Cá nhân mình thì mình không thích lắm. Tuy nhiên trợ lý của mình là một người có cơ địa môi cực kỳ khô và khô như ngói luôn, môi nó cứ giã giã ra kinh lắm. Nó là một cái đứa mà nó có sở hữu một cái môi mà rất kỳ lạ nha mọi người, từ đông sang hè, từ hè sang đông môi nó lúc nào nó cũng khô, mình không hiểu kiểu gì luôn, mà môi như kiểu là một cái đất cằn cỗi ấy. Nó dùng cái Honey Milk này nó lại rất là khen đó mọi người, nó bảo là mặc dù hơi nặng môi nhưng mà lại giữ ẩm cực kỳ tốt trên môi của nó, và môi của nó đã đỡ cái tình trạng bị bật máu ra, đã đỡ cái tình trạng nứt nẻ,
Và công nhận là dạo này mình thấy môi nó cũng có một số những cái sự cải thiện, kiểu dạng như là trông nó đỡ cằn đấy mọi người đấy, trông nó như kiểu là bị hạn hán xong rồi đã có một lượng mưa xuống rồi đấy. Đấy thì cái môi nó đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Cái con này mình sẽ recommend cho những bạn nào có cái môi siêu khô như kiểu là trợ lý của mình. Còn những bạn mà môi không khô lắm thì mọi người có thể cân nhắc những cái dòng son dưỡng nhẹ nhàng hơn, ví dụ như Laneige, Actress hay là Camex nha. Còn em này thì đặc trị những cái môi siêu khô nứt nẻ nha cả nhà nhá. Em này thì về cá nhân mình sẽ chấm em này là 7.5/10. Trợ lý của mình nó chấm 10/10 nha. Hy vọng là sau khi xem xong video này, mọi người đã lựa chọn được cho mình một dòng son dưỡng phù hợp với bản thân. Và nếu mà mọi người muốn mình làm về một chủ đề nào nữa thì mọi người cứ comment ở phía bên dưới nhé. Mình sẽ mua về test và lên review cho mọi người. Đừng quên like, share và subscribe channel của Ngân đây nhá, bởi vì mình sẽ trở lại với những video hữu ích hơn dành cho mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.